cùng lắng nghe phần tư vấn của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, phó khoa y học cổ truyền Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về bệnh lý tai biến mạch máu não. Thưa bác sĩ, người nhà của tôi bị bệnh tăng huyết áp, làm cách nào để không bị đột quỵ? Cảm ơn bác sĩ. Chào bạn. Thật sự ra thì cái tăng huyết áp á, có một số trường hợp là không hề có triệu chứng gì hết. Và người chuyên môn chỉ phát hiện khi là người bệnh nhân tình cờ đi khám. Và cái triệu chứng quan trọng để chẩn đoán tăng huyết áp đó là cái chỉ số huyết áp, có nghĩa là đo huyết áp. Theo như bạn mô tả thì bác của bạn đã bị tăng huyết áp rồi. Và ông cụ cứ nghĩ rằng là tăng huyết áp nhưng cơ thể thấy vẫn còn khỏe nên không cần phải điều trị. Đây là một cái quan điểm sai lầm. Vì nếu cái huyết áp như ông cụ là 180/90 thì ông cụ phải được điều trị và phải được theo dõi cẩn thận để tránh những cái tai biến không có lợi cho cơ thể như là tai biến mạch máu não hoặc là vào cái đơn đột quỵ tim, có nghĩa là nhồi máu cơ tim. Tôi mong rằng bạn là sớm đưa ông cụ đi khám và có một cái chế độ điều trị cho phù hợp. Thưa bác sĩ, ba của tôi bị tai biến mạch máu não cách đây 1 năm. Hiện có các biểu hiện như nói chậm, dễ xúc động, đi lại khó khăn. Nhờ sử dụng Natobet, sức khỏe của ba tôi đã cải thiện. Tuy nhiên, ba tôi bị bệnh đái tháo đường. Xin hỏi Natobet có gây phản ứng với các thuốc chữa đái tháo đường hay không? Cảm ơn bác sĩ. Vâng, chào bạn. Thật sự ra cái ông cụ bị tai biến mạch não và có kèm theo đái tháo đường thì cái Natobet là một cái sản phẩm được chiết xuất từ cái đậu tương. Do đó nó sẽ không có ảnh hưởng gì đến cái tình trạng đái tháo đường của ông cụ. Và như vậy nó sẽ không có làm cho cái đường của ông cụ bị thay đổi. Và Natobet cho đến hiện nay thì là được khuyến cáo là sẽ sử dụng cho những người phòng đột quỵ hoặc là sau khi đột quỵ não. Vì trong Natobet nó có cái tác dụng là để phòng cái cục máu đông. Nên bạn yên tâm là nếu ông cụ nhà bạn có sử dụng Natobet mà có tác dụng tốt và có thêm đái tháo đường thì bạn cứ tiếp tục cho ông cụ sử dụng, vì cái thuốc này không có ảnh hưởng gì đến cái bệnh lý đái tháo đường của ông cụ. Xin cảm ơn bạn. Thưa bác sĩ, mẹ tôi bị tai biến mạch máu não do nhồi máu não và phải chịu một số di chứng như nói ngọng, tay cử động khó, không đi lại được. Xin hỏi mẹ tôi cần chữa trị như thế nào cho hiệu quả? Cảm ơn bác sĩ. Vâng, chào bạn. Thì bà cụ ở nhà là bị tai biến mạch máu não, hiện nay là không cử động được và nói ngọng. Thì cái đầu tiên là tôi khuyên bạn là nếu là bà cụ bị tai biến mà do tăng huyết áp thì bạn hoặc là do đái tháo đường hoặc là do bác sĩ nói là có thể là bà cụ bị xơ vữa động mạch hoặc là do là rối loạn lipid máu, thì cái đầu tiên bà cụ nên theo đúng cái toa hướng dẫn của thầy thuốc để điều trị cho ổn định những cái bệnh mà hiện nay bà cụ đang có. Bên cạnh đó, bà cụ có thể sử dụng thêm những cái phương pháp về y học cổ truyền mà người ta dùng, đó là cái phương pháp châm cứu hoặc là phương pháp xoa bóp, phương pháp tập luyện để phục hồi những cái di chứng hiện nay người ta gọi là di chứng tai biến mạch máu não, như bà cụ bị yếu liệt hoặc là nói khó, nói ngọng. Như vậy thì nó sẽ hỗ trợ cho cái phục hồi tai biến của bạn. Mong rằng là những cái đóng góp này nó sẽ là giúp cho bà cụ của bạn mau chóng hồi phục.